Báo cáo quý vị là lúc này đang là sáng sớm ngày 9 tháng 1 năm 2018. Chúng tôi đang đưa chiếc đồng hồ Đức trên chiếc xe ô tô để chuẩn bị chuyển đi Yên Bái. Lấy cái giấy bóng bọc vào đi. Lấy tờ giấy báo. Đây là chiếc đồng hồ cổ của Đức, cái phần máy là chuẩn của Đức, còn lại là của Việt Nam sản xuất. Thì báo cáo quý vị là năm nay thì chúng tôi bán rất là nhiều đồng hồ, gần đây nhất là đi dán khẩu, là đi dán khẩu liền thì là 3 chiếc. Alo. Vâng. À,